Rồi, em Duy Cá chào tất cả anh em ha. Rồi tiếp tục chương trình sáng ngày hôm nay thì lên ít cho anh em xem và tham khảo buổi trưa cho có không khí cho vui anh em ha. Đấy. Rồi thì cái này thì em cũng giới thiệu luôn. Thì tất cả là máy bên em toàn bộ sử dụng điện 100V anh em nha. Đấy, toàn bộ sử dụng điện 100V và tất cả là hàng bên em đã bao ship. Đây, đưa cái bảng lên luôn cho anh em nhỏ nhanh anh em ơi. Đây. Đấy. Điện 100V, giá bao ship cọc 100k trở lên và đơn lớn cọc 30%. Đấy. Đó, còn lại thì bao nhiêu thì em sẽ gửi về đến nhà. Khi mà nhận hàng anh em vui lòng khui thùng kiểm tra đúng với hàng của mình đặt thì anh em thanh toán sau cái phần còn lại. Còn nếu mà có sai sót bởi vỡ gì không giống như trên video thì anh em vui lòng gọi lại giúp em để em giải quyết ngay lúc đó luôn anh em nha. Đấy, thì nó đơn giản vậy thôi. Rồi, cái phần về máy thì có con chạy con không. Trong lô này thì có con chạy con không, con chạy ngon lành thì giá nó cao, còn con nào chạy tào lao giá nó thấp anh em nha. Đó, thì những cái con mà máy mà chạy mà nó có vấn đề thì dành cho anh em thầy thợ, để anh em thầy thợ về dọn lại thì giá nó sẽ thấp hơn. Đấy, còn con nào mà anh em về xài luôn thì giá nó cao anh em nha. Đấy. Rồi anh em ưng ý con nào thì gọi trực tiếp vào hai số em để bên dưới. Đó. Rồi em sẽ chốt cho anh em theo cái mã số ở phía đây. Đấy, cái giá tiền nằm ở phía sau đây anh em nha. Đó, cái giá tiền nằm ở phía sau đây. Đó, như con này 1.200.000, một chút xíu nữa em sẽ ghi mã số ở phía trước. Anh em nhìn kỹ mã số xong rồi em sẽ chốt cho anh em theo mã số nha. Rồi bây giờ em sẽ quay từng con một anh em xem và tham khảo. Đấy. Rồi cái con này thì em xin nhắc lại là toàn bộ sử dụng điện 100V anh em nha. Và có những con nào mà xài điện 220 thì em sẽ nói riêng con nói luôn. Đó, còn em không nói là nó sẽ là điện 100V. Rồi con đầu tiên cho con này trước đi. 421. Rồi mã 421. Mã 421 1.200.000 là một con máy đánh trứng hả? Nó đánh gì anh em? Đó. Dạng xuống nó kêu tít tít cái gì? Đấy. Nó chạy cũng chậm anh em à, nhưng mà nói chung là nó cũng ok, còn nhìn cũng còn mới. Đó, nặng lắm. Rồi con này con gì? Chiều cao em đo chiều cao là được. Chiều cao của ảnh là 40. Đó, 40. Cái này thì 35, đó 35. Chiều ngang thì 24. Đó. Nó mới tin anh em ạ. Không biết mấy gì luôn. Tua nó chậm lắm. Rồi con đầu tiên mã 421 1.200.000 dành cho em nó luôn. Và hàng bên em thì bao ship rồi anh em nha. Đấy, 421 1.200.000 ra luôn em. Rồi tiếp tục con này 422 22 đó, 422 thì con này xéo cứng nè anh em ơi. Xéo nó bị cứng nè. Xoay được không em? À, được rồi. Anh em cho tháo ra vệ sinh làm lại nha. Xoay được không? Xoay cứng luôn. Rồi con này chạy thì không có lửa anh em nha. Con này chạy không có lửa. Cái này cái nút gì vậy? Cái chốt xoay á. Giờ tháo nó ra rồi vệ sinh lại cái phần xoay nó luôn anh em nha. Xéo xoay là nó xoay không được rồi. Thì nhưng mà đới chân thì nó không gãy. Thì con này lưỡi 220 sao? Răng hợp kim anh em nha. Lưỡi 220 á. Lưỡi 220 thì máy chạy thì ok rồi. Nhưng mà có cái là nó đấy. Chốt này nó cũng cứng luôn. Nói chung là nó cứng toàn tập anh em ơi. Thì nó chỉ còn có cái máy nó chạy ok thôi. À, không có lửa luôn. Rồi con này mã 422. Giá của em nó là 420 luôn anh em nha. 420k luôn. Lấy viết khác đi em. 422 420k luôn em nha. Đó, 420k dành cho em nó luôn. Rồi anh em giờ vệ sinh lại nha. Thì máy móc thì em chỉ bao sóng và bao ship cho anh em thôi, còn lại thì anh em xử lý phần vệ sinh giúp em. Rồi 422 420. Rồi tiếp tục con này 423, máy cắt sắt bữa giờ 23 tối qua lên live bán sạch luôn nè, không còn con.
Rồi 423. Con này thì đây, nó bị ấy cái này xíu anh em nha. Về chấm hàng lại đây. Với lại máy thì nó nẹt lửa một bên, bên dưới. Hả? Về làm lại luôn và dầu mỡ bạc đạn vô luôn anh em nha. Đó. Dầu mỡ bạc đạn vô luôn. Đế khu luôn, ok luôn. Rồi con này để cho anh em 550k bao ship cho anh em nha. 550 bao ship anh em về dọn lại em nói nha. Đấy, mã 423 550 đá 305. Đó, 550k 423 đi. Rồi tiếp tục con này 424. 424 là một con cưa vòng. Cưa vòng. Rồi con này thì nó hơi có lửa một tí xíu, không cần dọn đâu anh em nha. Đó, lửa đó là lửa bình thường thôi, máy cũ. Thì nó sẽ có một tí xíu lửa và cái tay nó tét ngay đây anh em nha. Đó, tay nó tét ngay đó. Bên đây bị gì đây? Đó. Mày mỉa miếng ngay đây. Đấy. Keo này. Keo thôi. Bạc đạn gắn lưỡi. Vẫn chạy bình thường. Rồi ok luôn. Rồi tổng giá trị thiệt hại con này 424. Rồi để cho anh em con này 450 anh em nha. Con này rất dài rất to luôn em. Này 65 anh em nha. Tổng chiều dài nó là 65. Đó. Anh em giờ dọn sơ qua anh em á. Thì con này là con Cosi. Đó, hàng Cosi. 450k là bao ship rồi anh em nha. Đó, rồi mã 424 450 luôn. Đi. Rồi tiếp tục con này 425. Bao dơ luôn em. 425. Rồi 425. Đó, nhưng mà trượt thì nó được một tí xíu anh em ạ. Đó. Nó trượt đúng cái ngày cái tì sáng thôi. Còn cái tì kia thì nó trượt không được. Xéo cứng nè anh em ạ. Đó, xéo được. Rồi xéo được rồi, mà nó hơi nặng. Xéo được mà nặng anh em nha. Đó. Xoay. Xoay cứng luôn. Rồi ok. Rồi con này mất cái nắp này. Hơi dơ luôn. Đó. Bao dơ. Bao dơ luôn. Đó. Rồi con này để cho anh em 1 triệu 300k luôn nha. 1 triệu 300k cho anh em về dọn luôn. Đó, 1 triệu 300k. Về anh em mua xăng về anh em tẩy nha. 425 1 triệu 3, một con cưa trượt lưỡi 216, 1050W rồi ok đi luôn em. Đó. Rồi 426. Mã 426 thì con này. Rồi ok. Rồi từ từ. Rồi, thắng thiết có anh em nha, nhưng mà con này mất dây cò ro rồi. Đó. Từ để em quay cái lỗi dây cò ro cho anh em xem sau. Con này trượt 2 ti. Còn cái gì nữa? Trượt được không? Rồi chưa cứng luôn em nha. Chưa cứng luôn. Bóng điện thì cũng xéo con ngoắc quắc luôn. Nói chung là con này bán sát luôn em nha. Này bóng điện còn không em? Nhấp điện nhanh thử á. Còn không? Cháy rồi. Cháy bóng luôn. Rồi. Lưỡi thì đây, sợi 7F. Đây mã của nó đây anh em. Đó. Lưỡi hợp kim, ok luôn. Đấy, nhưng mà mất dây bộ dây cò ro bên này nè. Mất bộ dây cò ro. Đấy. Mẻ góc chân ngay đây. Còn mẻ chỗ nào nữa không em? Mẻ góc chân ngay đây anh em nha. Đấy. Nói chung là con này anh em máy nó chạy còn thắng thiết thôi. Thì con này nó lưỡi 216 190. 1050W. Mất mỗi cái dây cò ro thôi anh em ơi. Mất cái dây cò ro. Này gãy cái tay bên đây. Rồi. Rồi con này để cho anh em 900k anh em về dọn nha. Đó. 900k. Mã 426 900. Rồi, anh em về dọn con này hả? Tay trên này thì ok nè, máy chạy thì ok rồi. Nhưng mà vệ sinh lại tất cả các chức năng, vậy là lại thay cộng dây cò ro, xử lý cái phần này nữa. Đấy. Với lại miệng góc chân tí xíu thôi, không có vấn đề. Rồi, mã 426 900k dành cho em nó luôn. Rồi con này 427 là con Ryobi. Đó, rửa xe này nó có
rồi. Để con này thì nó có dây ống này anh em nha, máy thì chạy rồi, dây ống này thiếu cái dòi. Coi nhà mình có dòi không em? Lấy mấy cái dòi ra gắn cho thử có cây nào vừa không em. Đây Ryobi Limited 1400W anh em nha. Đây Limited đây, 1400W, bánh xe còn đầy đủ. Thì con này thì em chỉ là bao sóng và bao ship cho anh em nha. Còn cái phần mà test nước thì anh em về test giùm em ha, em không có test nước nha. Đó. Chạy nhanh 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 em, nhanh nhanh. Được không? Hút quyền đóng ra luôn coi thử có cây nào vừa không, bỏ vô cho em. Anh em đợi em tí xíu nha, tại con này nó giá trị nó cũng cao quá cho nên là em mới bỏ vô cho đầy đủ phụ kiện rồi để cho anh em về anh em test cho nó dễ. Đúng chưa? Rồi anh em giờ mở ốc ra xong nhét vô nha, nhét nó vô anh em ơi. Cái cây này thì em không biết là nhét vô được không. Đó, nhà em ngủ hết luôn rồi. Đó, vừa khớp không? Nó vô khớp á, nhưng mà phải mở ốc ra nhét vô anh em nha. Đó, em bỏ vô cho đủ phụ kiện. Rồi ok, con này 427. 427, con này rửa xe máy đứng máy lớn anh em nha. Đó, rồi đặng không? Thả đây, thả. Rồi 427. Rồi để cho anh em con này 1.000.000 luôn anh em nha, 1.000.000 máy lớn máy đứng đấy, Ryobi Limited anh em nha. Rồi anh em về tự dọn giúp em ha. Rồi 428. Sao vậy? Dây ra một chùm. Rồi con này sao mà dây ra một chùm vậy anh em? Còn cọng này sao? Bên này là thiếu công tắc nha. À bên này thiếu công tắc, dây này dây công tắc hả? Mua từ nhiều dây quá. Mưa tơ nhiều dây quá nó không test được anh em nha. Đấy. Mất công tắc rồi. Đây là cái tem của nó anh em ơi. Là con Hitachi. Không test bán sát luôn anh em nha. Là một con cưa lọng chỉ. Đây có lưỡi đang lưỡi bị đứt rồi. Đấy. Rồi bán sát luôn anh em về tự dọn giúp em ha. Rồi con này để cho anh em 600k bao ship cho anh em về dọn ha. 428 600k anh em nha. 428 600. Rồi đi luôn em. Gắm điện vô em. Imru anh. Imru anh. Rồi con này gắm điện vô Imru luôn em nha. Bơm nước vậy nè. 429. Rồi 150 luôn, bao ship cho anh em về dọn nha. 429 150k gắm điện vô Imru luôn. Đây cái motor của nó đây. Anh em về xí soạn nó lại anh em nha. Đó. Gắm điện vô bao điếc luôn. Đây cái tem của nó luôn. Rồi 429 con này 150k. Con này nên đè thì mình chạy. Rồi 430. Này đứt. Này gắm. Gắm này lên đèn nhưng mà nó không chạy. Rồi, con này bán sát cho anh em về dọn luôn nha. Rồi 130k. Đó, anh em giờ dọn lấy phụ tùng. 430 130 luôn. 431. Rồi, con này cánh quạt còn quay anh em nha. Con này cánh quạt nó còn quay, motor mấy con motor này dây dây 1 pha 100V hiệu Ryobi. Đây. 100V hiệu Ryobi anh em nha. Đây, em bán sát luôn, không có dây nó ngắn quá em không có test đâu. Hỏng ra 30. Hỏng ra 30. Rồi con này 431 180k luôn. Rồi 431 180 bao ship luôn. 432. 432 con này. Dây đâu? Đây. Dây bên nó cắt sát quá em không có test được anh em nha. Hàng của. Hỏng 18 20mm nữa. Rồi con này đợi anh em 130 luôn em nha. Bốn nhiêu rồi? 432. Rồi 432 130k bao ship luôn. Đó. Em yêu khoa học. 4 3 3 433. Em yêu khoa học. Đó, 6V 12V. AC hình như sạc bình sao ta? Giống như sạc bình á. Sạc bình á.
Sạc bình ấy. Đây anh em ơi, rồi bán cục này cục sắt luôn anh em nha. Đó, bán cục sắt luôn anh em về nghiên cứu luôn. Đấy. Đúng rồi, Dacia Challenger này là sạc bình á. Nhưng mà mất hai cọng dây nè. Rồi. Rồi 433, cục này đến anh em 150 luôn anh em về nghiên cứu luôn nha. 433, 150. Bao ship không bao sóng luôn anh em nha. Mấy con này bán sắt anh em nha. Rồi 434. 13 chị em. Rồi 434. Quay được anh em nha. Đó. Quay được. Xuất ra vô bình thường. Đấy. Giờ nói chung là anh em vệ sinh lại là ok rồi. Vệ sinh lại dầu mỡ vô cho nó sạch sẽ thôi. Đánh bóng nó lại thôi. Đó. Chứ còn nó quay thì ok nha. Xích lên xuống được bình thường luôn. Dây xích đo thôi tầm mấy mét em. Kéo thước em, kéo thước. Cái xích này thì 2,5 mét em. 2,5 mét. Rồi đo xích kéo em. Cái xích móc hàng thì 2,5 mét. Còn xích kéo thì... hai mét bảy. Rồi lọc cái này là em bao nhiêu tấn em? 2 tấn này. 1/2. 1/2. Đây anh em nhìn nha anh em nha, 1/2, 3/4 gì đây. Đấy. Hàng của Maiden Gia Băng. Rồi ok. Cục này 1 triệu bao ship anh em nha. 3, 4, 3, 4. Rồi 4, 3, 4, 1 triệu bao ship luôn. Rồi ok đi. Rồi tiếp tục con không bàn này, 435, không bàn đời cổ anh em nha, mà nặng lắm. Rồi 435 đời cổ. Đấy, nó chạy nè. 21 kg. Rồi được. Rồi. Cộng dây GoRo của nó thì banh sát rồi anh em ơi. Hàng đây Tokyo đồ cổ anh em, anh em nào thích chơi đồ cổ. Cái bàn này thì nó bị ấy rồi nè, anh em giờ đổ lại cái bàn ha, tháo ốc rồi đây. Nói chung là anh em đổ thì đổ chế thì ok rồi. Này 53, tổng chiều dài nó 53 54. Ngang thì 40. Rồi nặng 21 kg. Này đời cổ nè, 1.200.000 anh em nha, bao ship cho anh em nha. Nó nặng 21 kg, mã 435, 1.200.000 luôn. Rồi đi luôn em. Rồi tiếp tục con này 436, nặng 27 kg. Con này nặng 27 kg. Đó, mất ốc rồi anh em ơi, bên này mất ốc rồi. Còn bên này còn nguyên này. Này còn nguyên. Đới của nó thì ok, trong sạch. Rồi test đi em. Ủa điện 3 pha hả? 3 pha. Ở con này điện 3 pha anh em nha, 3 pha 200V nè. Đấy. 3 pha 200V. Rồi con này để cho anh em 1.300.000 luôn anh em nha, 1.300.000, 436, 1.300.000. Bao ship cho anh em ha. Đó, nặng 27 kg, nó điện 3 pha anh em nha. AC nó 400W nè. Đó, 200 đến nó sạc 220V nè. 3 pha anh em nha. 400W đá 205 nhân 19. Rồi mã 436, 1.300.000 đi luôn em. Rồi 437. Con này sơi 15 FB nè anh em nha. 437 sơi 15 FB. Lưỡi 380. Đó, 437. 2 triệu anh em ơi. Đó. Một con cắt nhôm, cắt gỗ. Anh em thay lưỡi nào quốc lưỡi đó anh em nha. Đó, con này thì không có miếng cà phê. Sơi 15 FP. Rồi ok. Hơi có lửa một chút xíu anh em nha, anh em về dọn lại anh em ha. Đó, một bên thôi. Còn không dọn cũng được tại nó con thắng thiết nó còn đầy đủ anh em nha. Đó. Thì con này máy lưỡi ok, đẹp. Này cũng ok luôn. Đó. Rồi 2 triệu bao ship anh em nha. Đó, một con này mã 437, 2 triệu bao ship cho anh em. Rồi 438 thì con này là con turbo hút bụi. Turbo clean. 438. hút vừa thổi nhưng mà con này thổi nè. Đó, thổi anh em nha. Rồi hút. Rồi con này nó còn có chức năng thổi không à? Hả?
nó vẫn có, nó còn có một chức năng thổi thôi, cái công tắc đằng sau á, con này vừa hút vừa thổi mà công tắc đằng sau á nó phải có. Bấm rồi. Nhưng công tắc nó không qua sao á? 3 chế độ. Ừ. 3 chế độ rồi nè, đây là chế độ của nó nè. Đấy. 1. Đây hút vô nè. Chế độ 1 hút vô nè. Chế độ 2 hút vô. Chế độ 3 ra nè. Chế độ 4 ra nè. Đó, nhưng mà sao nó không có, nó thổi ra không mà nó không vô. Với lại nó mất túi hút bụi anh em nha. Đó, nó mất cái túi hút bụi. Đây hàng của Madin Ghép Nami anh em nha. Đó, con này hàng của Đức. Nó bao nhiêu watt ha? 1150 watt. Rồi, với lại cái cần nó hơi bị bởi bởi ngay. Đấy, nó hơi bị bởi bởi ngay đây, anh em giờ nghiên cứu nha. Hơi bị tét tét cái đầu ở ngoài đây. Đó. Tét cái đầu ở ngoài. Rồi tổng chiều dài của ảnh là 1 mét hơn, 1 mét 1, gần 1 mét 2 luôn. Đó, rồi 438 con này 400k luôn anh em nha. Đó, 438 400. Bao ship cho anh em về máy motor còn sống á, nhưng mà anh em về dọn lại ha. Cái phần nó thổi đó thôi, nó không hút nữa. Đi. Rồi con này 439. Rồi 439. Xoay được nè anh em ơi, đó xoay được nè. Xéo được, đó. Rồi đẩy trượt rồi em. Đó, trượt được luôn, xoay được, xéo được, trượt được, dây điện đấu anh em nha. Này con này dây điện đấu. Đó. Ok luôn. Con này dầu mỡ bằng đạn vô hơi rào một tí xíu anh em ơi. Thì con này là LS 1011 1380W. Rồi, quay lại. Đấy. Lưỡi Rin Makita luôn. Đấy, lưỡi Rin Makita anh em nha. Nó hơi bị tét tét miếng ngay đây thôi. Đó, nó hơi bị tét tét miếng ngay đó. Đối chân thì ok đẹp luôn. Rồi, con này 439. Hơi tét tét miếng ngay đây. 439. 1.500k anh em nha. Đó, 1.500. 439 1.500k luôn. Rồi ok đi luôn em. Giải đấu là công việc anh em nha, nhưng lại làm cái khúc kia nó hơi tét tét một tí à. Rồi con này Acha 35. 440. Từ ok mà máy chạy bị cả tưng. Từ thì ok nhưng mà máy chạy cả tưng anh em nha. Đó, gắm vô cái nó chạy cái đứng à. Từ thì hít nha. Đó. Đó, từ thì nó còn ok nha. Điện 100V. Nhưng mà máy gắp vô cái nó chạy 3 giây là tự động nó đứng à. Không biết lý do luôn. Phải lỗi đường dây điện á. Đó. Đó, nó là bị lỗi đường dây điện anh em nha. Acha FA35. Rồi quay lại cái em. Hay là bước này. Không phải công tắc con này đầu chung này hết rồi. À. Đấu chung là hết rồi hả? Nói chung là máy này đã bị lỗi anh em ơi. Đó. Rồi con này 440, 1.900k cho anh em luôn ha. Anh em về dọn lại cái máy nha. Em không biết sao mà nó chạy được 3 phát là đứng à. Từ thì còn sống rồi. 3 giây nha. Rồi 440, 1.900k luôn anh em nha. Đi luôn em. 440, 1.900k. Điện vô. Điện vô nhưng mà không điện ra, không có fit test này. Rồi, gắm nè. Nó vô chỗ nào? Nó vô rồi. Vô. Rồi, điện vô nhưng mà nó không biết ra là nó fit ba cháu nó đằng sau này anh em. Rồi con này để cho anh em 170k bao ship anh em nha, em yêu khọp anh em ơi. Đó. Đây dây điện đây. Đó. Bắn sát luôn anh em nha, cái cục này em không biết cục gì luôn. 441 170 luôn. Đó. Đi em. 42. Rồi 442 em yêu khọp luôn, em yêu khọp. Mày gắm thì lên điện nè. Điện ra. Không có điện ra. Gắm nào là không có điện ra. Đây gì đây? Con này nó có 2 giây luôn này. 2 giây luôn hả? 2 giây này dây ra. À. Dây kia dây ra. Rồi anh em nhìn nghiên cứu cục này luôn anh em nha. Em yêu học luôn. Đó. Máy ký. Từ anh em đợi em xíu.
7,5 kg rồi. Rồi đợi anh em cục này 7,5 kg em nha, 400k bao ship cho anh em luôn. Rồi mã 442 400k dành cho em nó luôn nha, 442 400. Rồi con này là một con rút lõi bê tông 43. Rồi thôi, con này thì 1200W anh em nha. Thì anh em nó có một tí xíu siêu lửa, anh em dọn được không dọn sao đâu, máy chạy đủ tua nha. Con này Sibura đó, lên xuống bình thường đó, có chân cẳng đầy đủ. Rồi này nó là 57 năm tổng chiều cao. Đấy. Máy thì 36 năm. Rồi 443 em này 1.200k bao ship cho anh em nha. Đó, 1.200 bao ship cho anh em, mã 443. Rồi một con rút lõi bê tông anh em nha, 443 2.200. Rồi rồi 444, con này là cắt sắt lưỡi 305, hàng của Trung Xúc anh em nha, hàng điện 100V. Đó. Con này chạy ok luôn em ơi. Đó. Hình thức còn mới lên nè, đầy đủ đá 305. Giờ con này anh em giờ xài gia đình ráp đá vô phát là quốc anh em. Vệ sinh dầu mỡ bắt đạn vô nữa thì càng tốt. Đấy. Đôi chân ok hết luôn. Rồi con này 650k anh em nha. Mã 444. 650 luôn anh em nha, 650k. 650. Đi em. Rồi một con máy này là một con máy 445, một con máy khôn đất anh em nha, nhưng mà sao nó có mũi rút lõi gì đây nè. Máy thì còn giật được anh em nha, chứ còn không phải là cứng. Đó. Đây từ từ. Đây ống bô hả? Ghép Nam Mi. Đây. Ghép Nam Mi của Đức, hàng của Estin. Đó. Hàng của Estin đó, công tắc còn ok. Anh em nhìn kỹ giúp em ha. Đó. Dạ. Mẹ không có nhà đợi đợi đó anh. Từ từ. Đủ đồ anh. Đủ đồ anh em nha, nhưng mà không có, em không có biết dọn mấy con này đâu. Mấy xăng, xăng pha nhớt hay xăng gì đây không biết luôn. Ừ. Rồi, con Estin này. 2.200k anh em nha. Đó. Mã 86 đó. Tổng chiều dài của nó là tới cái mũi luôn là 86 anh em nha. Rồi, bao ship cho anh em ha. Mã 445. 2.200k bao ship luôn. Rồi, con này 446 là một con máy bao điếc luôn. Đó, bao điếc luôn em. Thì đây, Ryobi. Điện 100V. Đấy, 500W luôn em nha. Hả? Con này Ryobi trung xúc anh em ha. Hả? Bao điếc luôn. Lưỡi cắt cỏ. Thì con này anh em giờ tháo ra dọn lại ha. Đây. Xích tí. Bánh xe được luôn. Bánh xe thì còn ok luôn. Rồi, con này 250k. Bán sát cho anh em về dọn nha, 250k. Cái này rút lên rút xuống được nè em. Rút lên rút xuống được nè, đó, rất dài em ha. Rồi. 466 446 chứ, 250 bao ship. Còn máy này anh em về dọn ha. Đó. Nhiêu? 12 kg. Rồi, con bơm nước này là con bơm gì đây? Nó có motor ở trong. Đây nè. Nhìn cái tem giùm em nha. Mấy con này em không có rành á, 200W nè. Bên này 300. Ừ. Đợi hai công suất. Về một cục 12 kg. Rồi, 12 kg này. Rồi để cho anh em 350 luôn anh em nha, 350k bao ship cho anh em luôn. 447 không biết cục gì luôn nè, motor nằm trong á. Rồi 447 350 luôn. Đây 448, con này tối qua lên like nó không chạy nè anh em. Đó, 448 lên like không chạy, giờ chạy rồi đó.
2300L, con cắt bê tông. Nó bị thiếu một tảng đá đúng không em? Bị dính sơn này. Này bị dính sơn mất tiêu rồi. 4500 vòng. Này bị dính sơn rồi. Này thiếu mất một cái tảng đá rồi anh em nha. Đó, ốc thì vẫn còn nè. Nhưng mà con còn tán à? Thiếu nửa con này. Thiếu nửa con rồi. Thiếu nửa con anh em nha. Đây. Đó, thiếu nửa con ra. Còn con này ấp vô thì còn. Rồi, con này để cho anh em 700. Đó, 700k bao ship anh em nha. Đó, 448 700 luôn. Rồi, con này là con đục mộng vuông. Rồi 449, con này thì kẹp phôi 18-20 anh em nha, kẹp phôi 18-20 ra vô được em. Ra vô được anh em nha, điều thiếu mất ba cái tay tay vịn. Đó, lên xuống thì cứng nè. Đó, lên xuống thì nó cứng. Dây điện ok. Rồi. Rồi con này thì thiếu mất ba tay vịn anh em nha, lên xuống thì cứng, anh em giờ vệ sinh lại luôn. Ra vô thì được mà lên xuống thì cứng. Kẹp phôi 18-20. Rồi em này 1.100.000 cho anh em luôn. Đó, 1.100.000 bao ship về đến tận nhà cho anh em nha. Đó, một con máy rất là to, tổ bá, tổ trưởng luôn. 449 1.100.000 luôn đi em. Rồi con này 450. Rồi 450 là con máy gì đây anh em ơi? Một con máy khon mà đầu kẹp nhỏ thôi. Đấy. Đây. Hàng ba đinh da băng mà không biết nó là chùm dây nguyên chùm dây như thế này, em không biết test làm sao luôn nè, và không biết sử dụng nó làm sao luôn. Giờ đứng lên nè, đây là mấy con ốc chân thì sao. Đó. Rồi 450 1.100.000 bao ship nè. 56 đó. Đây nè, 51 ra tới đây 56 nè. Đó, này 27. Rồi con này bán sát luôn, 450 1.100.000 luôn em nha. 1.100.000 rồi đi luôn em. Rồi con này 451. Rồi em quay con này xong em sẽ quay qua đồ người anh em nha. Đây đồ người bên kia còn khá là nhiều. Đấy. 451. Rồi con này thì bào lưỡi 80 ổn 315 anh em, mai guitar anh em nha. Bào lưỡi 315. Đây con 304 nhá. Bào lưỡi 304 này nè. 304 2012 Makita 1330W. Đấy. Từ từ, coi cái lưỡi nó nè. Cái lưỡi nó bao đẹp luôn anh em nha. Đây, cái lưỡi nó khỏi coi luôn. Đó, cái lưỡi đẹp lắm. Rồi. Con này về chứ lần cần lau chùi sơ qua là xài thôi anh em ơi, mới tin rồi. Đó. Mấy bào. Đấy. Đấy, ok anh em nha. Đấy. Rồi. Nói chung là con này nó còn mới lắm. Đấy. Sạch sẽ đẹp đẽ. Khá là ok luôn. Rồi 451 để cho anh em 4.8 đi đó, 4.800.000 bao ship anh em nha. Rồi ok đi luôn em, 451 4.8 luôn đi luôn em. Rồi lấy mấy con tỉa hơn rào đi em, ra luôn hai con lần em, lấy hết đi test thử xem sao. 6 con á, test hết lần luôn. Mấy con này em chưa test nữa, để em test lại thử nó có chạy không. Một con chạy rồi, chạy rồi, hai con chạy, test hết rồi lên dán lần luôn. Một con điếc rồi, hai con đó điếc. Chạy, con kia kẹt đó, chạy luôn à. Đó, chạy luôn rồi đó. Đúng rồi. Con này chạy.
con này điếc đó, con chạy con điếc anh em nha. Đó, hai con này mã 452 200k đấy, 452 200k, hai con bao ship. Con này điếc anh em nha, con này bóp vô nó không chạy, còn con kia thì ok chạy. Rồi con này cũng vậy luôn, con này cùng một con sống con điếc 453 rồi 200 luôn đó. Rồi, hai con này chạy nè anh em, 454 250 nha, hai con này chạy tiếng rào 454 250k đấy. Anh em muốn chọn 3 cặp, mỗi cặp 200 250 đấy. Rồi chắc quốc luôn em, vô đây rồi. Bây giờ đây là lấy mấy cái tay, mấy tay phụ kiện này nè đó, 1 2 3 4 5 5 cây, 5 cây đây là 5 cây ok anh em nha, 5 cây 100k, hôm nay nó nặng lắm đó, bình thường là 7 cây 100k nhưng mà loại xô nó khác anh em ơi. Đây là loại tay cùm đó, dán lên em, dán lên 4 5 mấy rồi 4 5 3 100 rồi ok, bao ship anh em nha, 100k là 2 4 5 cây đấy, 453 cây đó, đưa ra luôn em, mấy cái nhỏ nhỏ đưa luôn. Cái gì sao 4 5 ngày buồn nó đọc mã số đọc kỹ em ơi. Anh bê mày không, anh dạy gì cái mã rồi, 455 100k anh em nha, 455 5 cây đó, em ghi lộn mã số anh em ơi. Đấy, ghi lộn mã số là đóng hàng lộn là theo dây chuyền luôn á. 456 rồi, 456 24 246 cây này 6 cây anh em nha. Đó, 100 luôn, 100k bao ship luôn đấy. Này, lô lưỡi luôn em thấy cái nào quay cái đó luôn em ơi, nó làm dắt vàng luôn anh em, thấy cái nào quay cái đó luôn à. Một đây là lưỡi 140, đây 160 nè, đây 108 này, lưỡi 108 luôn, lấy thước đo thử em, đây 108 này, đây nó hơi cong cong tí anh em thấy không, một lưỡi nè, ở một mỉa nè, 108 đúng không, đây 108 rồi, hai cái 108 106 anh, đây 106 106 đây 165 nè, 106 luôn, hai cái này 104 rau ok, lô này 150 anh em nha, mã 457 anh này, cái rổ ấy, anh bỏ vô cái rổ bên kia này rồi, 457 150k luôn. Đó, 457 150 luôn em ơi. Đây rồi, vô cái này anh ơi. Bỏ vô đây. Đây đây bánh xe luôn em, nhấc luôn. Đó. Này bánh xe này nó có 63 x 25 này anh em. 63 x 25. Đây nó có thắng ở dưới này nè. Này nó có thắng ở dưới. Đây phải thắng không ta? À, đúng rồi. Đúng rồi anh. Thắng. Đây 63 x 25, mấy bánh này anh em dời độ mấy cái, bỏ vô mấy cái gia đình thôi anh em. Bánh này bánh nhựa. Đây. Tokyo, bánh Hàn Quốc anh em nha, showroom. Rồi, lô này 458. 458. Rồi, con lô này 70k anh em nha. Đó, 458 170k, bánh này cũng lớn lắm anh em nha. Đây nè. Anh em nhìn này bằng tay luôn nè. Đó, bánh lớn nhưng phải bánh nhỏ luôn anh em nha. Rồi, 458 170k luôn. Đây cái này từ từ em ơi, cái này 21 19 17 21 17 17 21 chia ra em, chia ra đừng để trùng số nhiều quá, cái này 17 21 không à, đây đây là 17 19 17 21 rồi, hai cây một mã thôi, quay thử được không em, quay được không? Rồi được anh em nha, anh em về vệ sinh dầu mỡ cho thêm tí. Rồi hai cây. 459. 459. Rồi hai cây này 130k bao ship cho anh em nha, hai cây 130. Cứ hai cây là 130 anh em. Con này số nhiều vậy? 17 19 nè. 17 21 nè. 17 21 rồi. 4 60.
60 130 luôn đi. Đấy. À, ok. Quay được. Ừ. Cái này thì đây. Hai cái cây này đẹp anh em ạ. Đó, cây này dài này anh em, cây dài cây nhỏ nè. Đó, một cây to, một cây nhỏ. Một cây to, một cây nhỏ, hai cái cây 61 đây. Như vậy. 461. 431 rồi. 461. Cái này hơi méo méo một tí. Đấy, còn cây này cây to này anh em, đó. To nặng lắm. Rồi. Hai cây 150k bao ship anh em nha. 461 150k 461 150k luôn. Rồi cái này 462 thì 39 36 36 36 à, một đầu luôn. Đấy, một đầu 36 luôn. Đó. Anh em là xài 36 thì ủng hộ em nha. 462. Rồi cái lô này thì để cho anh em cây này 103 luôn. Đấy, 130k một cây. Rồi, cái này thì cầm chữ sơi. Đó, cầm chữ sơi. Đây. 200 mi xanh hiệu xanh cô gì đây. 200 mm. Dặn ra vô được em, ra vô được. Mình thiếu cái chốt quay này anh em nha. Thiếu cái chốt quay này nè, đó dặn ra vô được. Xanh cô size 200. To lắm anh em ạ. Rồi, cây này để anh em 300k nha. Bao ship anh em ạ. 300 463 463 300 đấy. Thôi, bỏ 63. Cái này vô luôn anh. Cứ bỏ đây, lát nữa mình chắc lại chỉ cho anh chắc. Anh cứ để đây. Rồi. 464. Rồi cái này cái cầm luôn. Này. Dặn ra em. Kéo ra, đó, kéo ra. Kéo ra, rồi. Cái cầm anh em, xé nó ra luôn đi, rồi kéo ra ngoài luôn. Kéo ra ngoài luôn, kéo ra ngoài luôn. Từ từ dán. Đó, kéo ra ngoài. Đó. Vô. Có con ốc gì đây? 31. Rồi, 464. Rồi, 250 cây này luôn anh em nha. Đó, 464 250 luôn. Một cây thôi. Rồi, 465. 465. Cây này ok luôn em nha. Đó. Nhìn nó cũ cũ vậy thôi, hàng hit. Đó. Nhưng mà răng cổ ok anh em nha. Này, răng cổ ok luôn. Rồi, cây này 150k bao ship anh em nha. Đấy. Rồi, đi. Cây này nhỏ hơn nè. Mờ sơ sơ. Cây size 350. Đó. Thấy nó bộ nó nhỏ hơn. Đó. Rồi, 460. 6. 130 luôn. Đó. 466 130k luôn. Đấy. Ra nhẹ hơn con kia. Ừ, ra nhẹ nhàng hơn con kia. Đó. Nhưng mà nó nhỏ hơn tí. Rồi, 466 130 luôn. Đây một con đội à, một con kích ngược em bỏ ngược dặn được tí xíu à. Cái này phải có ốc dặn anh em nha. Đó. Này dặn bằng bù lon con tán vậy đó, dặn ra vậy. Rồi con này nó hơi cứng sượng rồi, anh em giờ vệ sinh lại cái phần này anh em nha, hơi xét luôn. Đó. Rồi dán ngay đây nha. Rồi 467 em này đợi cho anh em 150 anh em nha. Đó. Bao ship rồi anh em nha. Cái này nó nặng lắm, to lắm. 467 150 luôn là đi anh em. Rồi, 468 1234 cái búa này ok luôn nè. Búa đẹp đẹp không rồi nè. Từ nhỏ tới lớn, từ lớn đến nhỏ. Rồi, 4 cây. 468. 180k bao ship luôn anh em nha. Đấy, 468. Từ nhỏ đến lớn. Rồi, 469. Cái mini. Rồi cái này mini anh em ạ. Ra vô được nè, cái này cái cùm nữa nè. Đấy. Rồi.
hai cái này 130k bao ship cho anh em luôn nha. Đó, 469.3 luôn. 470. Rồi, 470. Lô này lô lưỡi nhỏ luôn em à. Lưỡi hợp kim làm lô. Nói chung là nó có nó mỉa vài ba răng anh em nha. Đây, có lưỡi 108, có 106, có 104 có luôn. Đầy đủ các loại. Đây răng hợp kim. Đây hợp kim nè. Đây là răng thưa nè. Đó. 2 4 6 7 7 cái 150 anh em nha. Đấy, anh em giờ xài đây cái này nó hơi mỉa mấy cái này nè. Hợp kim xài tầm ổn thôi anh em nha. 470. 150k. Đấy. 470 150 luôn. Rồi, 471. Cái này một cái thôi em. Anh để cho anh em dễ sử dụng, dễ mua. Đó. Này cứng nè. Để ra vô được rồi. Rồi ok, được rồi. Rồi, cái này 150k. 471 150k cái cụm này. Đấy. Này. Gọn gang tay anh em nha. Đó. Cụm này xấu hơn. Cụm này 472. Hai. Rồi, cụm này 120 luôn anh em nha. Đó. 120 luôn. Giờ vệ sinh lại cái cụm này anh em nha. Đó, vệ sinh là 472 120 luôn. Rồi lưỡi cắt cỏ vô luôn em. 6 cái em, 6 cái, 6 cái một lô. 1 2 lưỡi cắt cỏ anh em nha. 3 có cái hộp kim cũng còn ok lắm, em bóc từ trên bóc xuống nè. 2 4 6. Rồi 6 cái một lô. Một lô 6 cái là 150k. Dán lên em, dán lên, dán lên. Bốn nhiêu rồi? 473. 473 150k. Đó, ok anh em nha. 7 cái. Anh em bóc hên xui có cái đẹp có cái xấu anh em ơi. Đó, quyền xô. Rồi, bỏ lên đi. Rồi 473 150. Rồi tiếp tục. Đây 474 cũng 6 cái luôn. Lưỡi cắt cỏ luôn nè nha. 150k luôn. Đấy. Được 6 cái đây. 6 cái. Rồi, 6 cái. Đấy. 6 cái lưỡi này nha. Đó. 474 150 luôn. Đó, 6 cái. Rồi đi luôn em. Cái này còn 5 cái. Còn 5 cái hả? 5 cái ra kia lấy cái này em còn lắp ngoài kia nữa rồi. Quay cho hết luôn em. Mấy cái này lên bao nhiêu hết bao nhiêu lên cho anh em chốt một lần luôn cho rộng nhà. 5 cái. 1 2 3 4 5. Đó, lấy hết qua luôn em ơi. Đẩy một lần luôn cho anh em chốt luôn cho nó rộng nha. Rồi cũng là 150k luôn anh em nha. Đó, 150k luôn. Bốn nhiêu rồi? 47 mấy? 475. 150. Rồi ok, dùng lại đi luôn em. Không, bỏ thêm cái nữa, bỏ thêm cái nữa, bỏ cái 5 cái à. Đây, 6 cái này anh em ơi. Đó, 6 cái. 475 150 6 cái. Cứ 6 cái là đây. 1 2 thốt lên cho nên xuống 3 4 5 6. Rồi 6 cái luôn. 150 anh em nha. Đây. 4 7 6. Rồi 150 luôn. Rồi. Đi luôn em. Đi nhanh em. Tốc hành, tốc hành. Hết giờ rồi. Rồi 477. Đó, hút từ trên hút xuống 5 6 cái. Rồi 150 anh em ơi. Đó. Nói chung là hộp kim nó còn có cái đẹp cái xấu anh em nha. Đấy. Hộp kim này còn dày lắm. Bỏ cái này lên cho anh em. Rồi 477 150. Năm cái cuối. 5 cái cuối thôi. Còn cái nó ra rồi chạy ra trước cái nữa em. Rồi dán lên em. Quan trước có đóng luôn rồi mình nhá. Còn cái hai cái gì đó. Kia 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 kia. Rồi 150 luôn em nha. Bốn nhiêu rồi? 478. Rồi 478 150k luôn em ha. Đó, đợi lên lấy thêm cái nữa em, đợi từ từ. 478 150k luôn. Rồi ok. Rồi đây có một cái hai cái đây bán luôn anh em. Đó, cái mở lết thì bán luôn. Rồi, một mở lết nè. Một cái cây cắt nè, này nó hơi mèo anh em thấy không? Đây nè. Đó. Nó hơi bị mẻ mẻ xíu nha, hai cây.
Còn cây này 21 19 đấy. Xay xay được. Đó, xay được anh em nha. Đấy. Này xay được nè. Lấy cái này xay qua xay lại được không? Được đây. Rồi, 3 món. 479. 479. Này sao cái 150 luôn. Cái đó 7 cái em. 479 150 lô này luôn em nha. Đó. Mở lớp nhỏ. 3 6 7 cái. Này lưỡi nhỏ em ơi, bỏ vô thêm cái nữa em. Này lô này lưỡi nhỏ quá. Rồi, 8 cái. 480. Này lưỡi 180 anh em nha. Đó, hai cái lưỡi 180 một phim. Còn mấy cái kia thì 160, 140. Rồi 480. Bao nhiêu mũi đây anh? 50 150k luôn đó. Rồi. Bao nhiêu lưỡi mũi mũi trong đó? 2 4 5 rồi bỏ hết vô luôn em. 10 11 cây. 11 cây. Này có mũi không bê tông lấy ra đi. 2 4 6 8 10 rồi, 10 cái mũi cắt gỗ nhiêu đây em? 4 481. 481. Rồi 130k bao ship 10.000 cây anh em. Đó, 481 là những cái mũi 17 nữa nè. Đục 17. Hư rồi. Hư cái đầu rồi. Rồi. 481 130 luôn, đi luôn em. Mấy cái đồ nhỏ 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 này quay lên lần luôn cho anh em chọn nha. 2 4 6 7. Rồi, 7 cây này 100k nè. 482. 100. 7 cây em. Dồn lại một lô nha, coi chừng lộn nha. Kim, lô lô kim 2 2 4 6 8 10 11. Bao kim luôn. 483. Bao nhiêu cây đó? 2 cây, cây này còn mới nè anh em ơi. 2 4 6 8 10 11 cây, hai cây kim mở dịch. Hai cây này ok anh em nha. Đó. 482. 483. Và 483. Rồi, một cái này từ từ quay em. 150. Đó. Hết đóng lên 150 anh em nha. Rồi, ok bao ship rồi. 483 150 luôn. Coi chừng mất số em. Rồi, 484 cây xà beng, hai cây này. Rồi, cây xà beng hai cây này 150 luôn anh em nha, ba cây. Đó, bao ship cho anh em nha. Đó. Rồi, ba cây 484 150 luôn. Rồi, vũ. 1 2 3 4. Không, bỏ nhiêu nhiều cho em. Hết luôn, hút luôn lần luôn em. Này bị gãy, mình gãy không sao, cái này vũ mà, vũ nó còn đẹp anh em nha. Đó, vũ này còn đẹp lắm. 2 4 6 8 9 cây. Rồi, 150 luôn em ơi. 485. 150k luôn. Đó, 485 150 luôn. Rồi, 486. Cây này cây 36 anh em. Cây khó tròn nha, 36 rất đẹp. Còn cây này 21 17. Đấy, 21 17. Rồi hai cây này. 150k anh em nha, đó. 486 150 luôn hai cây. Đấy. Cây 21 17 và 36. Rồi ok. 4 cây mallet. Mấy mallet này anh em giờ vệ sinh lại nha, hàng vệ sinh lại anh em nha. Đó. Giờ vệ sinh lại anh em nha. Đó. Nó ra vô được hết này nè, nhưng mà vệ sinh thêm đi. 487. Rồi 4 cây này 180k, đó, 487 180 anh em nha. 4 cây size 250 200 200. 487 rồi, thêm 2 3 mã nữa là nghỉ rồi em. Rồi 488. 3 cây này. 130k, 488 130k anh em nha. Không. 88 130k. Rồi, ba cái ma ní. Rồi, ba cái ma ní này. Ma ní. 489. Rồi được rồi, 489 được rồi. Rồi, ba cái này 180 đi anh em. Đó. 489 180k luôn. Rồi kết thúc chương trình đi anh em ơi. Rồi sáng nay quay cũng hơi nhiều quá, 60 mã rồi. Rồi em xin kết thúc video ở đây anh em ơi. Rồi em soạn hàng để tối nay live tiếp anh em. Cũng chửi rồi. Em
kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại anh em vào buổi tối nay nha.